Hi, xin chào, đây là Vinh đây. Cũng một thời gian khoảng tầm 3 tuần rồi thì Vinh không có lên video clip. Thì hiện tại là Vinh đang ở nhà trong cái thời gian mà dịch Covid đang rất là hoành hành như thế này. Thì khoảng thời gian vừa rồi thì Vinh cũng có nghiên cứu về một trong những cái hạ tầng mà được rất là nhiều anh chị, cô chú mà xem kênh của Vinh có hỏi về cái thông tin, đó là tuyến đường DT770B. Thì trong vòng khoảng 2 tuần tìm kiếm thông tin và nghiên cứu thì Vinh mới nhận ra là đây là một trong những cái đường rất là mới toanh mà hầu như là chẳng hề có bất kỳ một cái thông tin gì cả. Trong tất cả những cái văn bản mà Vinh đã tìm, trong những cái bản đồ quy hoạch mà Vinh đã xem, thì thực sự mà nói là đây là một tuyến đường hoàn toàn mới toanh. Và nó cũng tốn của Vinh rất là nhiều thời gian và công sức, cũng như là mình phải nhờ người này người kia để mình tìm những cái bản đồ mà ở ngoài thị trường nó không có, để mà có thể hiểu được tuyến đường này và review cho mọi người hôm nay một cách chi tiết nhất. Thì đầu tiên thì Vinh sẽ sơ lược qua cho mọi người những thông tin cơ bản về tuyến đường DT770B nhé. Rồi, tuyến đường DT770B này thì sẽ có điểm đầu tại đường DT763 thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. DT763 huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nhé, đó là điểm đầu. Và điểm kết thúc của nó thì sẽ kết thúc tại đường quốc lộ 51 thuộc khu vực xã Bầu Cạn, huyện Long Thành, ngay vị trí gần với lại trường cao đẳng nghề Lila Ma 2. Đó là điểm kết thúc, là ngay tại vị trí giao với lại quốc lộ 51 gần với lại trường cao đẳng nghề Lila Ma 2. Thì tổng tuyến đường DT770B này thì sẽ có tổng chiều dài là 53 km. Xin lỗi mọi người, hơi nắng chút xíu nha. 53 km và chảy dài qua 5 huyện, bao gồm là huyện Định Quán, huyện Thống Nhất, thành phố Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ và kết thúc tại huyện Long Thành. Thì tuyến đường này sẽ kết nối từ phía các huyện ở phía đông bắc sân bay và kết nối vào hướng tây nam của sân bay, là con đường mà vận chuyển tất cả những cái hàng hóa nguyên vật liệu xây dựng, vừa là để cho vận chuyển hàng hóa một cách nhanh chóng nhất để có thể kết nối về hướng cảng ICD xung quanh sân bay Long Thành để mình đi về đường hàng không, hoặc có thể kết nối nhanh chóng nhất để về hướng cảng Cái Mép là cảng nước sâu. Cái đó là cái mục đích thứ nhất để mà làm tuyến đường này, là mình kết nối và lưu thông hàng hóa một cách nhanh gọn nhất. Cái thứ hai là con đường này cũng kết nối hầu hết các cụm khu công nghiệp lớn tại 5 huyện, bao gồm Định Quán, Thống Nhất, Long Khánh, Cẩm Mỹ và Long Thành. Và cái thứ ba thì Vinh được rất là nhiều mọi người, rất là nhiều cô chú anh chị xem kênh hỏi về cái tuyến đường DT770B. Nhưng mà thật sự mà nói là khi mà nếu mà mọi người tìm một cách thông thường thì chẳng bao giờ có thông tin này cả. Và nó cũng tuy tốn của Vinh mất 2 tuần. Thì bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào chi tiết là xem tuyến đường này khi đi qua địa phận mỗi xã thì nó có gì đặc biệt nhé. Còn những cái mà Vinh vừa chia sẻ cho mọi người thì đó là những cái thông tin tổng quan mà các bạn có thể tìm được trên báo chí. Còn cái hay ho hôm nay thì hãy đi xem vào chi tiết nha. Rồi, ok, đợi xíu để Vinh khởi động máy tính nha. Trước mắt mọi người là màn hình vi tính của Vinh. Thì tại vì là tuyến đường DT770B này hoàn toàn mới trong bản đồ quy hoạch, và nó chỉ thể hiện trên bản đồ quy hoạch của huyện Cẩm Mỹ, là nó ghi rõ tên đường là DT770B. Còn trong bản đồ quy hoạch của huyện Long Thành thì nó có thể hiện tuyến đường DT770B này, tuy nhiên là nó vẫn chưa có tên. Thành ra là nếu như chúng ta không hay xem bản đồ hoặc là không rành xem bản đồ thì có thể sẽ bị nhầm lẫn là một con đường khác. Còn ở địa phận Long Khánh, địa phận Thống Nhất và đặc biệt là địa phận Định Quán, thì nếu như mọi người xem những bản đồ quy hoạch thông thường thì chắc chắn là không có thể hiện tuyến đường này. Đây là Vinh lưu ý nha. Còn cái bản đồ mà hôm nay Vinh mở ra cho mọi người xem thì cái này là Vinh dựa vào mối quan hệ của Vinh để xin được một phần nhỏ về tuyến đường DT770B để Vinh làm một cái video clip review.
Cho nên là nếu mà cô chú anh chị xem bản đồ thông thường thì không có, thì Vinh đang giải thích trước là tại sao không có nha. Rồi cái đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa là tuyến đường này hiện tại trong ba cái văn bản quy hoạch giao thông của Đồng Nai, bao gồm là nghị quyết số 40, nghị quyết số 202 và nghị quyết số 31 cũng không có thông tin. Thì khi mà Vinh kiểm tra về thông tin kế hoạch sử dụng đất trung hạn của tỉnh Đồng Nai thì chỉ có một thông tin rất là nho nhỏ là cái tuyến DT770B này á, thì nó sẽ được ban quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Đồng Nai làm đơn vị chủ đầu tư xây dựng tuyến đường này, thì với tổng chiều dài là 53 km, đi qua 5 huyện, và tuyến đường này là có lộ giới 60 m. Và một vấn đề nữa là tuyến đường này thì sẽ lấy 100% ngân sách từ nguồn vốn tập trung của tỉnh. Đó là những cái văn bản trong kế hoạch đầu tư công. Còn hiện tại bây giờ thì Vinh mời mọi người nhìn vào màn hình vi tính nha. Rồi, trước mắt mọi người thì là màn hình vi tính của Vinh. Vì Vinh đã giải thích cho mọi người là tại sao lại không mở bản đồ quy hoạch được rồi nhé. Thì Vinh đã có làm trước những cái hình của mỗi huyện mà đường DT770B này đi qua. Thì chúng ta sẽ đến đầu tiên với lại địa phận của huyện Định Quán. Ở địa phận của huyện Định Quán thì tuyến đường DT770B mà trên màn hình mọi người đang thấy á, nó là tuyến đường mà Vinh có khoanh lại là màu xanh lá cây. Thì tuyến đường này sẽ có điểm đầu là tại điểm giao của đường DT763 tại địa phận của xã Suối Nho, huyện Định Quán. Đây là điểm đầu tiên của tuyến đường nha. Chờ Vinh chút xíu. Rồi, hiện tại á mọi người, thì là quy hoạch về định tuyến đường đi của DT770B này á, thì đã hoàn thiện về vấn đề quy hoạch rồi. Còn một bước cuối cùng nữa là chốt cụ thể vấn đề quy hoạch này. Chốt cụ thể tức là bản đồ quy hoạch đã có, định tuyến đã có rồi, thì hiện tại bây giờ chỉ chờ là cấp lãnh đạo người ta ký phê duyệt. Coi như là mình sẽ chốt, mình lấy cái bản đồ này đó, không thay đổi nữa. Thì hiện tại là đang chờ chốt nha. Cho nên cái này là hiện tại bản đồ này ngoài thị trường không có. Hiện tại nếu mà mọi người xem trên bản đồ quy hoạch thì dễ dàng nhận ra là ở khu vực huyện Định Quán này thì hầu hết là dân cư sẽ tập trung sinh sống là ở mặt tiền của trục DT770B, DT763, Vinh xin lỗi. Dân cư mọi người có thể thấy là đất cho dân cư thì là đất ở nông thôn màu hồng, chủ yếu là tập trung là ở mặt tiền của tuyến đường DT763 là chính. Còn ở phía trong cái đoạn mà DT770B đi qua thì hầu hết là đất màu vàng, đất trồng cây lâu năm, đất suối. Thì ở khu vực này là vẫn là đất của dân, vẫn là đất của dân. Cho nên là câu chuyện mà mình đền bù giải tỏa tại huyện Định Quán thì nhà nước phải đưa ra một cái mức giá đền bù và trao đổi với người dân. Nó sẽ không dễ dàng, nó sẽ không dễ dàng, bởi vì là có ở phía huyện Định Quán thì sẽ là phần lớn là đất của dân. Cho nên là khi mà mình muốn đền bù giải tỏa, mình muốn mở đường thì nhà nước phải đưa ra một cái mức giá và hợp nhân dân ở đó. Còn về phần lớn cơ bản thì tại huyện Định Quán thì đường DT770B này chỉ là một đoạn rất là ngắn thôi. Chủ yếu là nó sẽ khởi đầu ngay tại vị trí này. Mọi người có nhớ là xã Suối Nho, huyện Định Quán giao với lại đường DT763 là điểm đầu của đoạn DT770B. Rồi, chúng ta qua với lại cái địa phận của huyện tiếp theo, đó là huyện Thống Nhất nhé. Rồi, trước mắt mọi người thì là bản đồ tại địa phận của huyện Thống Nhất. Cái đường DT770B này thì Vinh có khoanh màu xanh lá cây đây để mà mọi người dễ nhìn. Rồi, tại địa phận huyện Thống Nhất á, thì là mọi người khi mà mình nhìn kỹ thì mình sẽ thấy là hầu hết đường DT770B đều đi qua ranh đất của lô cao su. Tại sao là Vinh lại nói là đều đi qua ranh đất của lô cao su? Khi mà mọi người để ý kỹ thì mình sẽ thấy là hầu hết nếu mà đất của dân đã ở rồi á, thì những cái lô nó rất là nhỏ. Còn những cái lô ranh đất cao su thì nó sẽ là một ô trống, một ô vuông lớn như thế này. Đó là 25 hectare.
thì hầu hết là tuyến đường DT770B khi mà Vinh đi khảo sát tại địa phận huyện Thống Nhất thì là đều đi qua ranh giới đất cao su hết. Thì cái việc mà đền bù giải tỏa tại đây thực sự mà nói là nó rất là nhanh. Tại vì đất cao su, tức là đất của công ty cao su Đồng Nai, thì bên ban đền bù, ban chủ đầu tư của dự án này thì họ sẽ làm việc với bên kia, họ thỏa thuận với cái mức giá đền bù, và phần lớn thì là giá đền bù của đất cao su rất là rẻ. Và mọi người khi mà mình đi mình nhìn á, mình sẽ thấy là đa phần cái địa thế đất của những cái lô cao su này thì địa thế đất nó rất là bằng phẳng, nó rất là cao, nó rất là bằng phẳng sẵn rồi, cho nên là mình chỉ có ủi cây, mình giải phóng mặt bằng thôi. Còn địa thế đất thì bằng phẳng, cho nên là phần lớn thì mình sẽ làm giải tỏa đền bù rất là nhanh. Địa thế đất nó đã đẹp sẵn rồi. Và câu chuyện nữa là mình cũng đỡ tốn rất là nhiều tiền để mà mình san lấp. Tại vì đất nó bằng phẳng nên là câu chuyện mặt bằng nó rất là dễ dàng. Và ở ngay khu vực này á, thì khi mà mọi người để ý kỹ, bây giờ thì Vinh zoom lên nhé. Vinh zoom lên thì có thể là trong video thì hình nó sẽ không được nét lắm, thì mọi người cũng thông cảm nhé, tại vì cái này là một cái hình chụp chứ không phải là một cái bản đồ. Đây, khi mà mọi người để ý kỹ thì khi mà Vinh zoom lên á, hầu hết nhé, hai bên mặt đường của trục DT770B là không có dân sinh sống, bởi vì là tuyến đường này được mở mới xuyên qua khu vực lô cao su. Thành ra là theo kinh nghiệm của Vinh thì Vinh sẽ cảm nhận được là những cái lô cao su này sẽ rất có giá trị sau này. Mọi người lưu ý nha, sẽ rất có giá trị sau này. Và khả năng được mở bán đấu giá dự án, nhà nước sẽ thu hồi để mở những cái quỹ đất lớn để mở bán đấu giá dự án. Ăn theo mặt tiền của trục DT770B này rất là cao. Rất là cao. Thì cái này là một cái lợi thế. Lợi thế là đất cao su bằng phẳng to đẹp. Khi mà mở tuyến đường thì giá đền bù rẻ. Mình san lấp mặt bằng rồi khai hoang mặt bằng rất là nhanh chóng. Xung quanh đó thì đa phần là quỹ đất cao su, mà nếu mà được ở mặt tiền của trục đường 60m thì khả năng rất là lớn là nhà nước sẽ thu hồi để mà mở bán đấu giá. Mở bán đấu giá các quỹ đất này, có thể là làm dự án, hoặc làm trung tâm thương mại, hoặc là làm khu dân cư, ví dụ như vậy. Tại vì là câu chuyện đó thì ở Long Thành đã xảy ra rồi. Và Vinh cảm thấy là đây là một cái nước đi thật sự mà nói thì nó rất là hay. Nó rất là hay ở cái chỗ là khi mà mình bán đấu giá các quỹ đất này thì mình sẽ có tiếp tục có nguồn tiền để mà mình phát triển về cái hệ thống hạ tầng, về cái hệ thống an sinh xã hội cho tỉnh Đồng Nai. Cho nên là Vinh thấy cái nước đi này rất là hay, rất là hợp lý. Ở đây thì đơn cử mọi người có thể nhìn thấy là đây, chúng ta đã có sẵn các quỹ đất màu hồng ở nông thôn. Vẫn là đất cao su nhé mọi người, tại vì ranh đất thì nó vẫn rất là to, vẫn là đất cao su, nhưng mà đã được chuyển đổi mục đích trở thành đất ở nông thôn rồi. Thì khả năng lớn là quỹ đất này cũng sẽ được bán đấu giá. Cho nên mọi người khi mà đi đầu tư thì mình sẽ có cái góc nhìn của một nhà đầu tư khi mà mình nhìn về cái tổng thể lớn, trước khi mà mình đi đến những cái chi tiết hơn, đó là lô nào hoặc là mua khu vực nào. Nhưng mà dựa vào kinh nghiệm của Vinh thì ở đây sẽ có những quỹ đất được bán đấu giá đó. Còn đối với lại những nhà đầu tư cá nhân, đối với lại những nhà đầu tư cá nhân mà muốn mà mình mua những cái bất động sản, mình ăn theo cái tuyến DT770B này thì ở khu vực huyện Thống Nhất thì Vinh không thấy có cơ hội ở đây. Nó sẽ có nếu như bạn mua đất dự án, ví dụ như sau này có những quỹ đất được bán đấu giá rồi làm dự án, bạn mua đất dự án thì không nói. Còn nếu như mà bạn mua cái dạng đất xào, đất lô xào mẫu để mà muốn mặt tiền đường DT770B này ở huyện Thống Nhất thì không có. Thì mình không cảm thấy là nó có cơ hội. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ có những cơ hội cho những nhà đầu tư, người ta thích mua theo dạng đất dự án nhiều hơn. Thì ở đây nó vẫn hợp lý. Ok ha. Rồi chúng ta qua với lại cái địa phận của thành phố Long Khánh. Rồi đây là hình chụp tại địa phận thành phố Long Khánh. Thì cái đường mà DT770B này thì là Vinh có khoanh một xà lá cây cho mọi người dễ hình dung.
Mọi người lưu ý kỹ là ở địa phận Long Khánh á, khác với lại hai địa phận của Định Quán là địa phận Thống Nhất. Đây Vinh mở Thống Nhất lại nha. Đây. Ở Thống Nhất thì mọi người có thể thấy là cái tuyến DT770B này là một cái tuyến đường được quy hoạch rất là thẳng. Đúng không ạ? Rất là thẳng thớm. Thứ nhất là khi mà bạn làm đường thẳng á, thì bạn di chuyển nhanh hơn. Vấn đề thứ hai nữa là khi mà bạn làm đường thẳng thì cái chi phí nó sẽ rẻ hơn là nếu mà bạn làm những cái khúc đoạn đường cong rồi uốn lượn rất là nhiều. Lưu ý vấn đề này, thì khi mà Vinh mở qua cái bản đồ của Long Khánh thì mọi người có thể thấy là đường DT770B ở Long Khánh nó hơi bị uốn lượn. Mình gọi là hơi nhé, tại vì nó không phải là cong quá nhưng nó cũng hơi uốn lượn. Thế thì câu hỏi được đặt ra là tại sao đường nó lại uốn lượn? Rồi, chúng ta tìm hiểu thì phải tìm hiểu từ rõ nguồn gốc ha. Mọi người có thể thấy ở đây. Đây, cái đoạn trên này là chính là cái đoạn tiếp nối với lại địa phận của huyện Thống Nhất vừa rồi. Thì ở đây là khu vực mà... Đây mình mở lại Thống Nhất ha. Đây. Cái đoạn cuối của huyện Thống Nhất là thuộc khu vực của xã Xuân Thiện. Thì cái đường DT770B này nó sẽ đi qua vị trí này. Cái đất màu cam này là đất quỹ đất của khu công nghiệp. Và chính xác mọi người khi mà kiểm tra thì đây sẽ là khu công nghiệp Long Khánh, nhưng mà là đoạn mở rộng. Thế thì khi cái tuyến đường này nó đi qua cái điểm cuối của Thống Nhất, nó cũng chính là trục đường chính, trục đường mình gọi là trục đường quan trọng của khu công nghiệp Long Khánh mở rộng này. Thì cái quỹ đất màu hồng mà khi mà vừa chuyển sang địa phận đất của thành phố Long Khánh mà mọi người vừa thấy á, đây. Cái quỹ đất màu hồng này thì theo bản thân Vinh đánh giá thì đây sẽ là cái quỹ đất để mà mình triển khai và phát triển dự án. Quỹ đất này thì đối diện với lại khu công nghiệp Long Khánh hiện tại là đây, kế bên đây là khu công nghiệp Long Khánh, và khu công nghiệp Long Khánh mở rộng là phía trên này. Thì quỹ đất chuyển được màu hồng, đất ở đô thị nha mọi người. Ở Long Khánh là thành phố cho nên là đất ở đô thị, thì khả năng sẽ làm dự án rất là cao. Và tuyến đường DT770B này cũng là tuyến đường trung tâm huyết mạch của cả một cái quỹ đất này. Cho nên mình thấy là khả năng lớn thì và trong thời gian giai đoạn năm 2021-2022 này thì ở đây nó sẽ triển khai để phát triển dự án và nó sẽ bứt lịch thông tin ra ngoài. Thì anh chị nào mà mình coi clip này mà mình là người ở Long Khánh mà mình có thông tin về quỹ đất này thì cứ chia sẻ cho Vinh nhé. Ok, mình kéo xuống một chút xíu thì cái đoạn này cũng tương đối thẳng. Cái đoạn này cũng tương đối thẳng thớm thôi chứ cũng không có quá cong. Nó sẽ cong ở cái đoạn này. Đây, mọi người, nó sẽ cong ở cái đoạn này. Cái đoạn mà hồng cam này nếu như mà mọi người chưa biết thì đây chính là cảng cạn ICD. Vinh nhớ không lầm nó là cảng cạn ICD số 12 thuộc địa phận của Long Khánh. Người chờ bên xíu. Đó là cảng cạn ICD số 12 thuộc địa phận của Long Khánh. Cái tuyến đường này thật ra là nếu mà mình thiết kế về theo đường thẳng á, thì khả năng lớn là nó sẽ không đi qua cảng cạn này. Tuy nhiên thì đây là một trong những cái tuyến đường tỉnh huyết mạch mà kết nối 5 huyện. Cho nên là theo Vinh thấy thì khi mà mình thiết kế cái đoạn này nó sẽ cong vào cảng cạn và nó cũng trở thành cái trục trung tâm của cảng cạn số 12 thì thấy khá hợp lý. Giải thích cho những cô chú anh chị nào mà mình chưa biết cảng cạn là gì thì mình cứ dễ hình dung cảng cạn nó giống như là một cái kho, giống như ở cảng biển thì mình sẽ có một cái kho chứa hàng hóa để vận chuyển ra biển, thì cảng cạn thì nó sẽ là một cái kho thật lớn để mình vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, là mình đi xe hoặc là mình vận chuyển về cái hướng sân bay để mình đi về hướng cảng hàng không. Mục đích mà người ta làm ra rất là nhiều cảng cạn
khi mà mọi người xuống dưới khu vực Đồng Nai, mọi người sẽ nghe ở cảng cảng số 8, số 9, số 10, số 12. Mục đích người ta làm những cái cảng cảng này đó là ví dụ như đơn vị kinh doanh người ta vận chuyển hàng hóa ra sân bay hoặc vận chuyển hàng hóa ra cảng cái mép chẳng hạn, thì nếu như đùng ai cũng vận chuyển đồ ra đấy thì cái vấn đề lưu thông hàng hóa nó sẽ bị tắc nghẽn. Cho nên là Đồng Nai họ mới thiết kế những cái cảng cảng này. Đây là một cái điểm trung chuyển. Mà ví dụ như anh chị muốn vận chuyển ra cảng cái mép thì bây giờ trước mắt là cảng cái mép đang rất là đông, anh chị vận chuyển ra đây trước, xong sau đó là mình sẽ book ngày giờ, book lịch để mà từ đây mình vận chuyển ra những cái hướng kia, để mà cho cái vấn đề vận chuyển hàng hóa nó được lưu thông tốt hơn. Tại vì trong vấn đề logistics thì thời gian là chính là money, thời gian là tiền bạc. Cái đoạn ở phía dưới này thì khi mà mọi người nhìn ngay con chuột của Vinh nè, đây là cái đoạn khu dân cư đã hiện hữu sẵn rồi. Và cái tuyến đường DT770B tại vị trí này thì thực sự mà nói là được thiết kế rất là khéo léo. Khi mà mình né hầu hết là mình né những cái trục dân cư lớn và mình đi những cái trục đường trung tâm. Tất nhiên là khu vực mà con chó chuột của Vinh đang khoanh đây, tất nhiên ngay tại vị trí này khả năng lớn thì vẫn sẽ có đền bù giải tỏa cho dân, nhưng mà nó sẽ tiết kiệm chi phí bởi vì nó là dựa theo tuyến đường đã có sẵn để mà nó mở rộng ra. Còn ở phía bên đuôi này cho tới đoạn kết thúc thì mọi người có thể thấy là cái tuyến đường này nó là một cái tuyến đường chạy vành đai ở ngoài rìa. Đây, nó chạy cặp sát với lại ranh giới của thành phố Long Khánh và ranh giới của huyện Thống Nhất. Và hầu hết là chạy vào các quỹ đất màu vàng, đất cây lâu năm hoặc là đất trồng lúa nước. Chi phí đền bù thì tương đối rẻ. Tuy nhiên thì ở khu vực này thì vẫn có một số quỹ đất là của dân. Cho nên là câu chuyện đền bù giải tỏa thì vẫn phải thương lượng trực tiếp và trao đổi với nhân dân, chứ không quá dễ dàng như là địa phận của huyện Thống Nhất. Còn cái đoạn cuối này thì là khu vực mỏ đá. Đoạn cuối này thì là khu vực khai thác mỏ đá núi lửa. Và một trong những cái lý do mà Vinh cảm thấy là cái tuyến DT770B này nó đi ngang qua khu vực khai thác mỏ đá núi lửa thì tương đối hợp lý. Trong câu chuyện là những cái đá này thì mình hay được gọi là những cái vật liệu xây dựng. Nó sẽ rất là phù hợp và nó rất là cần thiết trong cái giai đoạn sắp tới mà mình xây dựng giai đoạn 1 của sân bay Long Thành. Thì những cái mỏ đá núi lửa như thế này chính là nguồn cung cấp vật liệu xây dựng chính cho sân bay. Cho nên là tuyến DT770B này khi mà tăng tốc độ hoàn thiện lên thì cũng chính là con đường để kết nối những cái vật liệu xây dựng này về hướng sân bay được nhanh hơn, cung cấp những cái vật liệu để chúng ta hoàn thành giai đoạn 1 sân bay càng sớm càng tốt. Ok, ở địa phận đây thì chắc là mọi người Vinh giải thích sơ sơ thì mọi người hình dung được rồi ha. Tuyến đường này không được thiết kế hoàn toàn đi thẳng như là địa phận của Thống Nhất, mà thiết kế nó sẽ hơi uốn lượn nhẹ để mà mình hưởng được thêm những lợi ích. Ví dụ như là tuyến đường này trở thành trục đường chính của cảng cảng ICD số 12 Một Cam ngay tại khu vực này, cũng là trục đường chính của cụm khu dân cư. Rồi né ngoài rìa này ra, né khu vực dân cư đông để đi sát ngoài rìa ranh giới của Long Khánh với Thống Nhất để mình hạn chế vấn đề dân cư, để mình đền bù được dễ dàng hơn và mình giải tỏa mặt bằng được dễ hơn. Là tuyến đường chính của khu vực khai thác mỏ đá núi lửa tại thành phố Long Khánh, để mà sẽ là con đường giao thông kết nối những cái vật liệu xây dựng này để hoàn thành giai đoạn 1 sân bay trong thời gian sắp tới. Ok, chúng ta bước qua với lại địa phận của huyện Cẩm Mỹ. Đây, địa phận của huyện Cẩm Mỹ này thì là trên bản đồ quy hoạch đã có rồi. Giống như hồi nãy Vinh có chia sẻ với mọi người là bản đồ quy hoạch đã có con đường này rồi, cho nên là mình có thể coi rất là dễ dàng ha. Như thường lệ thì con đường là Vinh khoanh màu xanh cho mọi người dễ hình dung. Thì khi mà mình để ý, mọi người có thể thấy là cái tuyến đường DT770B này thật sự mà nói là một tuyến đường rất giá trị. Khi mà nó kết nối từ trục phía Bắc tới trục phía Nam của huyện Cẩm Mỹ. Đây là một con đường chạy xuyên suốt, hay là mình còn gọi là trục đường xương sống của huyện Cẩm Mỹ luôn. Rất là giá trị.
Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là con đường DT770B này thì khi mọi người để ý là hầu hết nhé, là trục đường trung tâm chính của khu công nghiệp Sông Nhạn, hay là mình còn gọi là khu công nghiệp Xuân Quế Sông Nhạn, vừa được duyệt quy hoạch triển khai. Thì nếu như mà anh chị nào mà mình xuống Cẩm Mỹ mà giai đoạn năm 2019-2020 thì lúc đó thì mình vẫn sử dụng bản đồ cũ, thì mọi người có thể thấy là Cẩm Mỹ thì đất đai rất là nhiều, nhưng mà đa phần thì người ta không có đầu tư nhiều ở Cẩm Mỹ, tại vì chủ yếu là nó không có những cái thông tin hạ tầng hay là những cái thông tin định hướng gì thật sự nổi bật, mà đa phần mọi người chỉ mua đất ruộng, đất rẫy hoặc đất trồng trái cây thôi. Còn trong giai đoạn năm cuối năm 2020 đầu 2021, khi mà mình có những cái bản đồ mới để chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới, thì Cẩm Mỹ đã bổ sung rất là nhiều những cái tuyến đường quy hoạch trọng điểm, và mới đây nhất thì là bổ sung khu công nghiệp Xuân Quế Sông Nhạn đã được duyệt nhé. Khu công nghiệp này là một trong những khu lớn nhất của tỉnh Đồng Nai thời điểm hiện tại, lên đến 3.600 hectare đất. Mọi người không nghe lầm đâu nha, khu công nghiệp này lên đến 3.600 hectare đất, tức là hơn cả 1/2 diện tích của sân bay. Sân bay quốc tế Long Thành thì là 5.000 hectare, còn khu này là 3.600 hectare, rất là kinh khủng, rất kinh khủng. Thì cái tuyến DT770B này được thiết kế để trở thành trục đường trung tâm, trục đường huyết mạch của cả một cái khu siêu khu công nghiệp này, rất là kinh khủng. Và ở phía dưới đây, cái vị trí mà Vinh đang khoanh chỏ chuột cho mọi người, thì đây là khu công nghiệp Thừa Đức, hay mình có thể gọi là khu công nghiệp Cẩm Mỹ cũng được, nhưng mà phần lớn thì dân ở đó người ta hay gọi là khu công nghiệp Thừa Đức, tại vì nó thuộc địa phận đất của xã Thừa Đức. Khu này thì khoảng hơn 300 hectare đất, thì với tổng quy mô hai khu công nghiệp, một khu là siêu lớn là Xuân Quế Sông Nhạn là 3.600 hectare, và một khu còn lại là khu công nghiệp Cẩm Mỹ, hay mình còn có thể gọi là khu công nghiệp Thừa Đức, thì là hơn 300 hectare nữa, thì có thể sắp xỉ là 4.000 hectare đất riêng về phát triển về khu công nghiệp tại địa phận huyện Cẩm Mỹ. Và tuyến đường DT770B là con đường chính huyết mạch, nên mọi người dễ dàng hình dung được là tuyến này nó kinh khủng đến như thế nào. Và vẫn như thường lệ thì hầu hết khi mà mình để ý thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra là địa phận đất tại khu vực huyện Cẩm Mỹ là địa phận đất lô cao su rất là nhiều. Địa phận đất trải dài từ phía Bắc xuống phía Nam. Nhưng hiện tại thì Vinh đang nói ở phía Bắc xuống ngay khu vực điểm này là thuộc xã Xuân Đường trước nhé, là một tuyến đường thẳng. Thì ở đây địa phận đất cao su rất là nhiều, cho nên là việc đền bù giải tỏa và san lấp mặt bằng thực sự mà nói là rất là dễ, rất là nhanh chóng. Tuy nhiên mọi người lưu ý ngay cái vị trí mà Vinh đang khoanh chuột nè, ngay tại địa điểm này, thì tại sao đường DT770B lại không đi thẳng mà nó lại được thiết kế uốn lượn qua khu vực này? Để Vinh nói luôn nha. Mới đầu thì Vinh cũng hơi suy nghĩ là tại sao lại tại không thiết kế đi thẳng luôn. Tại vì đi thẳng thì dễ hơn chứ, mà làm công chi cho nó, thứ nhất là tốn kém chi phí. Thì khi mà mình nhìn á, mình nhận thấy là ngay tại khu vực này là khu vực xã Thừa Đức, thì hầu hết là tuyến DT770B được thiết kế đi công để đi vào cái quỹ đất nằm ở giữa hai cái hồ. Đây là hai cái hồ điều tiết. Và hiện tại sắp tới cũng có dự định phát triển về những cái lĩnh vực du lịch sinh thái. Thì nếu mọi người đã xuống khu vực Cẩm Mỹ rồi thì nên đến thăm thú thử hai khu vực này. Đây là hồ Cầu Mới, tuyến 5, tuyến 6 nha. Đây là hồ Cầu Mới, mọi người có thể xuống để xem thử. Thì Vinh nhận thấy là cái điểm này là một cái điểm rất là mạnh ở Cẩm Mỹ, có cái hồ này rất là đẹp,
và mình có thể phát triển về cái loại hình du lịch sinh thái được. Thì Vinh, thì khi mà mình hiểu điều đó thì mình mới nhận ra là cái tuyến DT770B này không thiết kế đi thẳng mà thiết kế đi giữa hai cái hồ, nó cũng sẽ có lý do. Nó cũng sẽ được định hướng làm tuyến đường giao thông chính mà đi giữa hai hồ, để mà sau này cụm dân cư ở khu vực Định Quán hay là khu vực Long Khánh hay là khu vực Thống Nhất mà mình muốn trải nghiệm một cái du lịch sinh thái ngắn ngạn trong ngày thì mình có thể đi theo trục DT770B này để đến khu vực này. Thì cái định hướng mà bẻ cong, thay vì đi thẳng thì mình hơi bẻ cong cong chút xíu, nó cũng sẽ giúp cho khu vực Cẩm Mỹ phát triển về cái loại hình du lịch sinh thái trong giai đoạn sắp tới. Thì Vinh cũng thấy đây là một cái ý hay. Tuy nhiên thì cái đó là quan điểm cá nhân của Vinh nha. Đó là quan điểm cá nhân của Vinh. Còn anh chị nào mà mình có những cái suy nghĩ khác thì cứ chia sẻ, cứ mạnh dạn comment ở dưới chia sẻ cho Vinh. Ok, chúng ta sẽ đến với lại khu vực cuối cùng là khu vực địa phận của huyện Long Thành. Như hồi nãy Vinh có nói với mọi người ngay tại ban đầu thì tại địa phận huyện Long Thành là đã thiết kế cái tuyến đường định tuyến đi rồi. Tuy nhiên thì chưa có để tên đường. Thì Vinh có khoanh lại màu xanh lá cây cho mọi người dễ hình dung đây. Đây là cái Vinh khoanh lại màu xanh lá cây. Tuyến đường này thì ngay tại vị trí điểm đầu của cái đoạn tiếp giáp giữa Cẩm Mỹ với lại Long Thành, là ngay chỗ mà Vinh đang xoay tròn con chuột nè. Chỗ này thì là thuộc địa phận của xã Bầu Cạn. Chỗ này nè, chỗ Vinh khoanh tròn con chuột là thuộc địa phận của xã Bầu Cạn. Thì tuyến đường này khi mà đi tới địa phận đầu tiên của Long Thành là địa phận xã Bầu Cạn thì đa phần đều là đi qua các quỹ đất của dân. Đi qua các quỹ đất của dân. Mặc dù là đất cây lâu năm màu vàng, tuy nhiên là đa phần đều là đất của dân hết, chứ không có quỹ đất lô cao su như là khu vực Thống Nhất hoặc là khu vực về hướng Cẩm Mỹ. Thì mọi người cũng đã hiểu rồi đó, khi mà mình đi qua các quỹ đất của dân thì cái vấn đề về đền bù giải tỏa chúng ta phải thương lượng với người dân, cho nên là nó sẽ không dễ và nó cũng sẽ mất kha khá thời gian hơn so với lại bên hướng Thống Nhất là bên hướng Cẩm Mỹ. Rồi, tuyến đường này cũng là một cái tuyến đường nó đi ngay ở phía bên trên đầu của khu công nghiệp Tuấn Lộc ở bên phía xã Phước Bình. Thì khu công nghiệp Tuấn Lộc này hiện tại là vừa mới xin mở rộng quy hoạch hơn 500 hectare nữa. Thì Vinh nhận thấy là cái tuyến DT770B được thiết kế cong đoạn này và cũng tương đối khá là gần. Đây là khu công nghiệp nha mọi người. Ranh khu công nghiệp là đất màu cam. Còn tuyến DT770B thì nó đi ngay phía trên này. Nó cũng có lý do của nó. Ngoài ra, cái tuyến đường mà trung tâm chính của khu công nghiệp, đây, Vinh đang di con chuột đây, thì nó cũng sẽ cắt với lại tuyến đường DT770B ngay tại vị trí này. Tuyến đường DT770B ngay vị trí này thì sẽ giao với lại đường này, được gọi là đường liên hai xã là Phước Bình Bầu Cạn. Phước Bình Bầu Cạn liên hai xã. Rồi, qua tới địa điểm khu vực này thì chúng ta sẽ bắt đầu đến vị trí của xã Tân Hiệp. Xã Tân Hiệp thì hiện tại là trong bản đồ quy hoạch Long Thành 2021 đến 2030 giai đoạn mới nhất thì vừa mới bổ sung quy hoạch là khu công nghiệp Tân Hiệp Bầu Cạn với tổng quy mô là hơn 2.700 hectare. Tuy là nó không lớn như khu công nghiệp Xuân Quế Sông Nhạn ở bên hướng Cẩm Mỹ, tuy nhiên thì khu công nghiệp Tân Hiệp Bầu Cạn này về mình tính về quy mô diện tích thì 2.700 hectare cũng thực sự rất là lớn, lớn hơn 1/2 diện tích đất sân bay. Và ở đây thì hiện tại đang mở ra những cái cơ hội mới cho các nhà đầu tư khi mà đến Long Thành, thì cũng đã dựa vào những cái thông tin về khu công nghiệp Tân Hiệp Bầu Cạn này rất là nhiều rồi. Thì cái tuyến DT770B này khi mà đi qua địa phận của xã Tân Hiệp thì cũng chính là trục đường trung tâm, trục đường xương sống chính của cả một cái cụm khu công nghiệp Tân Hiệp Bầu Cạn này. Cho nên là Vinh thấy là tuyến đường này khá là hay ho đấy. Tuy nhiên thì ngay cái đoạn cuối
tức là vừa hết lên khu công nghiệp Tân Hiệp Bầu Cạn ngay cái đoạn cuối này để tiếp giáp ra quốc lộ 51. Thì ngay địa điểm này là thuộc ranh giới đất của xã Long Phước. Mọi người lưu ý nha, vị trí này thì thuộc ranh giới đất của xã Long Phước và hầu hết là dân cư tập trung sinh sống ở đây cũng tương đối, không phải là quá đông đúc nhưng cũng không phải là thưa, cũng tương đối đó. Và hầu hết đều là các quỹ đất màu hồng đất ở nông thôn. Cho nên là đây có lẽ là một trong những vị trí mà việc đền bù giải tỏa tương đối khó nhất. Mọi người lưu ý, tại vì các quỹ đất mà đất màu vàng cây lâu năm ngay như tại vị trí khu vực xã Bầu Cạn và Vinh Đan khoanh chuột nè, thì dù sao là mình đền bù về đất cây lâu năm, đất cây hàng năm khác hay mình gọi chung là đất nông nghiệp á, thì nó tương đối rẻ. Nhưng mà khi mà mình đền bù về cái vấn đề đất ở nông thôn, đất thổ cư, thì nó sẽ giá đền bù nó sẽ mắc hơn. Tuy nhiên là ở Long Thành thì hiện tại là sân bay còn đền bù được, cho nên là Vinh nghĩ là cái việc một cái đoạn rất là nhỏ ở Long Phước này nó không phải là cái gì đó quá là to lớn. Nhưng mà trong một cái tổng đoạn DT770B thì đây cũng là được xem là một trong những đoạn mà khó đền bù giải tỏa, thì Vinh vẫn phải chia sẻ cho mọi người. Rồi, nếu mà thuộc địa phận của huyện Long Thành thì cái tuyến đường DT770B này thì nó sẽ cắt với lại đường liên hai xã là đường Phước Bình và Bầu Cạn. Ngay vị trí này là ở phía trên của khu công nghiệp Tuấn Lộc. Rồi nó cũng cắt với lại tuyến đường liên ba xã là đường Phước Bình, Tân Hiệp, Bầu Cạn. Hồi nãy là liên hai xã, bây giờ là liên ba xã. Ngay tại vị trí này là ở phía trên khu dân cư một chút. Và nó cũng cắt với lại tuyến đường liên bốn xã. Nó cũng cắt với lại tuyến đường liên bốn xã là đường Phước Bình, Tân Hiệp, Bầu Cạn, Cẩm Đường, hay còn được gọi là đường kết nối từ phía nam sân bay đến phía cổng phía đông sân bay, ngay đường Hưng Lộ 10. Mọi người lưu ý nha, thì hầu như là tuyến DT770B này trở thành tuyến đường xương sống và nó cắt với lại những cái trục giao thông rất là huyết mạch tại khu vực phía nam của sân bay Long Thành. Rồi, nãy giờ khi mà mình chia sẻ thì mọi người có thể dễ dàng nhận ra là ở khu vực phía nam này á, tuyến đường này giao với lại 30 liên xã, liên 2 xã, liên 3 xã, liên 4 xã. Và ở khu vực phía nam sân bay Long Thành đang được định hướng trở thành một khu vực chuyên phát triển về các khu công nghiệp và các cụm khu công nghiệp lớn. Và điển hình là khu công nghiệp Tân Hiệp Bầu Cạn vừa mới được bổ sung quy hoạch 2.700 hectare. Khu công nghiệp Tuấn Lộc 190 hectare là đã được phê duyệt và vừa mới được bổ sung xin mở rộng ra thêm hơn 500 hectare nữa. Khu công nghiệp IDCO đã được bổ sung trong kế hoạch hợp hội đồng kinh doanh, hợp ban quản trị và giai đoạn năm 2020. Rồi khu công nghiệp Park Việt Nam ngay tại ấp 4 của xã Phước Bình. Và khu vực kho logistics số 7 ngay tại vị trí này. Thì hầu như là tuyến DT770B sẽ trở thành một trong những tuyến giao thông chính huyết mạch của hầu hết các cụm khu công nghiệp, các khu công nghiệp và các cụm khu công nghiệp lớn nhỏ tại khu vực phía nam sân bay Long Thành. Và chúng ta dễ dàng nhận ra là trên cả một cái tổng tuyến 53 cây số tính bắt đầu từ điểm đầu là ở khu vực xã Suối Nho, huyện Định Quán cho đến điểm kết thúc là tại vị trí trường cao đẳng Ly La Ma 2 tại khu vực xã Long Phước, Phước Bình, xã Long Phước của Long Thành, thì tuyến đường DT770B này sẽ có một số địa điểm mà câu chuyện đền bù giải tỏa sẽ gặp khó khăn. Đó là ngay khu vực xã Suối Nho đi qua quỹ đất của dân cư, ngay khu vực xã Bầu Cạn ngay tại vị trí này, ngay khu vực xã Bầu Cạn cũng đi qua quỹ đất của dân cư, và ngay khu vực điểm cuối ngay xã Long Phước cũng đi qua các quỹ đất của dân.
Thì đây là ba cái địa điểm mà Vinh đánh giá là cái câu chuyện đền bù giải tỏa sẽ tương đối khó hơn một chút và mất thời gian hơn một chút. Còn những vị trí còn lại thì đa phần đều rơi vào các quỹ đất lô cao su, quỹ đất công của nhà nước, cho nên là đền bù giải tỏa và giải phóng mặt bằng rất là nhanh. Rồi, Vinh sẽ tổng kết lại trước khi kết thúc video này cho mọi người nhé. Cái tuyến đường DT770B này là một cái tuyến đường phải gọi là một trong những tuyến đường huyết mạch chính trong giai đoạn từ 2021 đến 2030. Nếu như chúng ta lấy sân bay Long Thành làm tâm điểm thì đường DT770B sẽ kết nối các khu vực, các huyện từ trục Đông Bắc cho đến hướng Tây Nam của sân bay Long Thành. Đây là tuyến đường kết nối và giao thông hàng hóa chính để hướng về khu vực cảng hàng không quốc tế Long Thành hoặc cảng Cái Mép Thị Vải. Và tuyến đường này được thiết kế với lộ giới đường lên đến 60m đi qua hàng loạt các khu công nghiệp lớn và siêu lớn ở tỉnh Đồng Nai hiện nay. Sau khi hoàn thành tuyến đường DT770B thì thật sự mà nói là sẽ không ngoa khi nói là tuyến đường này đóng góp phần lớn vào việc phát triển về hạ tầng kinh tế của khu vực tỉnh Đồng Nai. Và đây là những cái thông tin mà thật sự là nó đã tiêu tốn của Vinh khá là nhiều thời gian trong giai đoạn vừa rồi. Những cái này thì nếu mà mọi người có sẵn bản đồ ở đó thì cứ mở ra mà so sánh với lại những cái hình mà Vinh làm nha. Thật sự mà nói là để kiếm những hình này rất là khó, nhưng mà để mà chiều lòng những quý khán giả, những người xem Vinh, những cô chú anh chị bạn bè đã ủng hộ Vinh thì mình cố gắng tìm. Đây là những cái thông tin mà sau khi mà tìm được mình thực sự mà nói là rất thở phào nhẹ nhõm và cung cấp cho mọi người một cái video cụ thể nhất về cái định hướng tuyến đường đi từ đâu tới đâu, những cái thông tin tổng quan, rồi những khu vực mà dễ đền bù, khó đền bù, những cái khu vực mà thiết kế tại sao lại đi thẳng, tại sao khu vực đó lại được định tuyến đi lại méo hơn, là được thiết kế lượng sóng hơn, thì nó đều có lý do của nó cả. Và Vinh làm video clip này mong muốn là sẽ cung cấp cho mọi người, giải đáp cho mọi người những cái thắc mắc mà mọi người tìm kiếm bấy lâu nay về trục đường DT770B. Thì hy vọng là video clip của Vinh thì sẽ giải đáp và giúp đỡ cho mọi người phần nào trong câu chuyện tìm kiếm thông tin, trong câu chuyện mà mình tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư ở khu vực tỉnh Đồng Nai hay là ở khu vực Long Khánh, Cẩm Mỹ hay là Long Thành. Rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Mọi người có suy nghĩ như thế nào về tuyến đường này, có điểm nào Vinh nói tốt hoặc là chưa tốt hay là như thế nào đấy, muốn tìm hiểu thêm những cái tuyến đường khác thì cứ comment ở phía bên dưới nhé. Hy vọng là sẽ gặp lại cho mọi người trong những video sớm nhất. Xin chào, bye bye.